Xin chào các bạn. Hôm nay là một ngày rất là ẩm ướt tại vì mấy hôm nay mưa rất là nhiều các bạn ạ. Nên là nhưng mà bọn chú và hai bạn nhỏ ở đây vẫn không quản ngại gì mà đi ra đây để chơi một trò chơi rất hết sức là hấp dẫn, là trò gắp bóng từ đây về đích đằng kia. Và các bạn hãy đón xem trò này nó hấp dẫn thế nào nhé. Hai bạn sẵn sàng chưa nhỉ? Ok, hôm nay chú đã thổi là khá là nhiều bóng bay rồi. Chú đã chuẩn bị rất nhiều bóng bay và đây là hai cái gậy để chú đưa cho hai bạn nhỏ nhá. Đây, mình cầm này, cầm này. Đây để chú cầm bóng nhá. À, đây. Lùi xuống này. Và nhá, để chú dắt qua để cho các bạn nhỏ biết hơn nhá. Đầu tiên là sẽ có một cái bóng này, chú sẽ để đây và hai bạn nhỏ sẽ kẹp vào. Ủa nhiều quá, không cầm hết rồi. Hai bạn nhỏ sẽ kẹp vào làm sao mà mình đi không để rơi cả bóng về đích kia nhá. Ok chưa? Rồi ạ. Ok, nào để chuẩn bị nha. Để chuẩn bị cho trò chơi, chú sẽ đếm đến 3 và hai bạn nhỏ bắt đầu chơi nhá. Đấy, bóng lại về đây để chú phát bóng nhá. Xem. Xem xong vào 30 phút mình sẽ được bao nhiêu quả bóng nhá. Đây, còn đây tí là chúng mình sẽ gài bóng cái rổ này nhá. Ok chưa? Rồi, nào về vạch xuất phát, nào về đây để chú vạch quả bóng. Mang cái rổ này lên nhá. Vạch cũng rất là thú vị các bạn. Bạn hãy chờ xem chúng mình chơi thế nào nhá. Chú sẽ để cái rổ đây và tí các bạn gấp bóng từ kia thì ra sẽ gài bóng ở đây nhá. Để xem trong vòng 5 phút thì hai bạn nhỏ sẽ gấp được bao nhiêu quả bóng nhá. Ok, đi theo chú nào. Đây, không được vào, không nghịch nữa. Thì trời rất là mưa, rất là bẩn nên là các bạn nhỏ đi chơi hạn chế nghịch thì rất là bẩn. Nào, có ra để chú chuẩn bị đếm là hai bạn bắt đầu chơi luôn nhá. 1, 2, 3, đi lên. Cố lên, càng nhanh càng tốt nhưng mà phải khéo léo nhá. Ok, gai vào. Gai vào. Quả tiếp theo. Đây, quả màu đỏ, nhỏ như rất xinh xắn nè. Đi đâu? Đây, cầm ra. Ok, đánh lên đi. Mình cuốn nhỉ. Cố lên, khá nhanh, tốt. Có còn rất nhiều thời gian nhưng mà các bạn nhỏ vẫn phải là chậm chạp, khéo léo. Đi đâu? Nào đây, tiếp theo và chú sẽ cho mỗi lần một màu nhá, cho đẹp nhá, đặc sắc. Nào, đi lên. Bạn lấy hơi to. Lên. Bạn Minh ấy vừa đi vừa nói chuyện với các bạn xem là cách chơi nào làm sao cho nó dễ dàng hơn. Về đây. Rồi, tiếp theo. Đây, để chế lại. Ok. Cảm ơn Vinh. Nào, cố lên. Trên trò này các bạn cần phải giữ thăng bằng. Thăng bằng về hai cái cây này, không thì nó sẽ bóng sẽ bay mất. Và hai người chơi đi rất bằng nhau thì mới có thể bằng nhau được. Lấy bạn này. Đây, quả màu hồng. Rồi, đi chỗ. Rồi, về đây. Ok, tiếp theo quả nữa. Gần hết thời gian rồi nhá. Cố lên. Cái này cần kỹ năng rất là cao đến từ tay và những bước đi của các bạn đấy. Rồi, nhanh, có một quả cuối đấy, thời gian rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Rồi, to quá. Dạ. Yeah, đi rồi. Nó lại cho một quả màu cam nhá. Ok, quả màu cam này. Giữ chặt vào. Ok. Nhưng mà tránh để bóng lổ chứ. Giữ chặt mà ép vào nó lổ đấy. Đi. Nhanh, bóng lốp ấy, nhanh. Nhanh lên, còn một tí phương của ta rồi các bạn. Nhanh, xong hết rồi. Ôi, hết giờ rồi các bạn ạ. Nhưng mà để bây giờ tất cả 3
chú cháu mình sẽ lên kia để đếm xem thành quả hai bạn là như thế nào nhá. Đi lên. Lại rơi quả bóng màu tím ra kìa bạn Công ra này. Quả màu tím này. Đây rất là cũng khá là nhiều đấy. Nhưng mà hôm nay là do là thời tiết mưa gió nên là đi khá là trơn. Nên là hai bạn nhỏ cũng nếu mà như trời khô là chắc là hết cho bóng đấy đây các bạn ạ. À, để đếm thế nào. 1 này. 2 3 4 không cầm được ạ. 5 6 7 7 quả đấy. Ok là cũng khá là nhiều đấy, 7 quả là trong vòng 5 phút là cũng khá là nhiều. Nhưng mà nói chung là hôm nay hai bạn nhỏ chơi lần đầu tiên nhưng mà khá là khéo léo. Hai bạn này lần sau chơi là phải nói chuyện với các bạn hơn để mình có thể là vui vẻ hơn này nhá. Ok nhá. Rồi để chào các bạn để chúng mình đi về đi vì trời rất là mưa nhá. Bye. Chào. Bye bye.